Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày được phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình và báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng trong mỗi ngày đang sống hôm nay. Và tôi là Giang Thái, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Hiện nay, khi hàng loạt ứng dụng mạng xã hội được ra đời, một người trẻ có thể sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội để phục vụ sở thích, nhu cầu giải trí cá nhân và dành rất nhiều thời gian cho chúng. Mình dùng mạng xã hội một ngày phải từ 3 đến 4 tiếng và mình dùng nó để giải trí. Mình cũng rất là thường xuyên sử dụng mạng xã hội và mình thường dùng Facebook với lại TikTok. Một ngày thì mình dùng cỡ 5 tiếng đồng hồ để sử dụng mạng xã hội. Mục đích của mình đơn giản là giải trí. Thì một ngày em sử dụng mạng xã hội khá là nhiều để em cập nhật các thông tin là từ 4 đến 6 tiếng. Theo các nghiên cứu, khi dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội có thể gây ra các chứng rối loạn lo âu tâm thần. Trong đó, trầm cảm do lạm dụng mạng xã hội đang là một trong những bệnh lý mà nhiều người trẻ gặp phải hiện nay. Thưa quý vị, chúng ta không phủ nhận lợi ích của mạng xã hội. Nhờ có mạng xã hội mà chúng ta có thể giao tiếp, kết nối với nhau nhiều hơn. Và đồng thời thì mạng xã hội cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích và là phương tiện hữu dụng để thư giãn và giải trí. Tuy nhiên thì trên thực tế, đặc biệt là ở bộ phận người trẻ hiện nay, có xu hướng trở nên lạm dụng mạng xã hội, dẫn đến các chứng trầm cảm, rối loạn lo âu gia tăng. Và đây quả thật là một thực trạng đáng lo ngại. Vậy, trầm cảm do mạng xã hội, nguyên nhân xuất phát từ đâu và cách giúp người trẻ thoát ra khỏi hố sâu của trầm cảm từ mạng xã hội là gì? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay là khách mời Thạc sĩ Nguyễn Hải Triều, nhà sáng lập Học viện Tư duy và Kỹ năng trình bày T-Up. Xin chào Thạc sĩ và cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến Giang Thái cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Thạc sĩ, cho phép Giang Thái hỏi Thạc sĩ là mỗi buổi sáng thức dậy thì anh sẽ làm gì đầu tiên? Mỗi buổi sáng thức dậy, cái việc đầu tiên là Hải Triều hay là quý vị khán giả thì cái việc đầu tiên là mình mở mắt ra đúng không? Mình nói vui với nhau như vậy thôi, nhưng thật ra cái phản ứng thông thường của chúng ta khi mà mỗi buổi sáng thức dậy á, là mình sẽ xem cái điện thoại của mình đã sạc đầy pin chưa, mình cầm điện thoại và mình lướt mạng xã hội. Thì đây là một trong những cái phản ứng và phản xạ một cách rất là bình thường của rất là nhiều người. Thật ra Giang Thái cũng giống như anh vậy đó, mỗi buổi sáng là mở mắt ra đầu tiên là phải check xem là tin nhắn điện thoại của mình là có bao nhiêu tin nhắn tới, rồi có ai gọi điện hay không, rồi check email. Gần như là thói quen của tất cả chúng ta và hầu như là quý vị khán giả chúng ta cũng sẽ có một cái thói quen như vậy. Thì ở phần đầu của chương trình thì chúng ta cũng đã được lắng nghe chia sẻ của các bạn trẻ. Thì hầu như là các bạn dành từ 4 đến 5 tiếng, thậm chí là cả 6 tiếng mỗi ngày để sử dụng mạng xã hội. Và tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta không biết cách sử dụng đúng và hợp lý á, thì đây cũng có thể là một yếu tố để gây hàng loạt các ảnh hưởng nghiêm trọng. Và trầm cảm là một cái vấn đề về sức khỏe tinh thần rất là đáng lo ngại. Vậy thì xin phép hỏi Thạc sĩ Hải Triều rằng là dấu hiệu nào cho thấy một người đang bị trầm cảm do mạng xã hội ạ? Với một người mình có thể dễ dàng nhận thấy rằng là họ đang có những cái phản ứng cực đoan với mạng xã hội. Cụ thể là mình sẽ chia làm hai phân tầng rất rõ ràng. Phân tầng đầu tiên là mình có thể nhìn thấy bằng bề ngoài. Đó là ví dụ như mình thấy là mắt xã hội lúc nào cũng lờ đờ hết, mắt đỏ, là cái thời gian họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều và cái yếu tố liên quan đến rối loạn giấc ngủ của họ và cái thời gian biểu sinh hoạt của họ cũng bắt đầu thay đổi. Yếu tố tiếp theo là họ sẽ bắt đầu bình luận và chia sẻ với mình rất là nhiều. Ví dụ như là Hải Triều và Giang Thái cũng như là quý vị khán giả khi ngồi nói chuyện với nhau thì họ sẽ không nói chuyện gì liên quan về công việc hay học tập mà phần nhiều họ sẽ bàn luận đến các chủ đề đang rôm rã trên mạng xã hội mà họ bàn luận rất là nhiều, thậm chí họ còn chụp màn hình lại để xem như là cái bằng chứng để có thể nói chuyện với nhiều người khác nhau. Và mình có yếu tố liên quan quan tâm quá nhiều đến việc là trên mạng xã hội có cái gì. Thì đây là những cái biểu hiện mà mình có thể dễ dàng nhận thấy là cái từng trường hợp nó liên quan đến việc mình nghiện mạng xã hội. Vậy thì có phải là do mạng xã hội quá bùng nổ và quá nhiều người nghiện mạng xã hội nên đây là nguyên nhân chính dẫn đến dấu hiệu cho thấy là họ bị trầm cảm hay không ạ? Việc chúng ta sử dụng mạng xã hội là điều cần thiết. Bởi vì với một cái thế giới mở và một thế giới phẳng, chúng ta cần có mạng xã hội để chúng ta có thể gắn kết và liên kết với nhau. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều nó mới ảnh hưởng về tâm lý của chúng ta. Ví dụ như tại sao là mình học tới đây, bạn mình học tới đây, bạn mình khoe quá nhiều cái, mình nhìn vào đó và tâm lý của mình cũng yếu luôn. Chính những yếu tố này nó tác động vào sự cực đoan trong lòng của mình. Hay thậm chí là mình nhìn thấy sự thành công của người khác, rồi mình công kích họ nhiều hơn, mình đệ một cái lỗi nào của họ, mình công kích. Thì chính những cái dư luận xã hội này nó tác động trực tiếp. Ví dụ như một mình Triều bình luận chê
thì không có gì hết, nhưng nhiều người như Triều bình luận chê thì mình cái bạn kia bạn nghĩ rằng là hình như mình sai gì đúng không ta, còn cái người chê thì sẽ có cảm giác làm sao, ồ hình như là mình đúng rồi, thì cứ như vậy và công kích liên tục qua lại với nhau, nó tạo thành một cái ác cảm khi chúng ta bắt đầu cầm cái điện thoại của mình lên, nhưng mình không cầm thì không được. Bởi vì mình phải xem rằng là ở trong đây hôm nay có cái gì, người ta nói gì mình ra làm sao, thế giới nó như thế nào. Và giống như những gì mà Thạc sĩ Nguyễn Hải Triều vừa phân tích thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội quá nhiều và chúng ta không biết cách sử dụng một cách hợp lý thì nó sẽ là một trong những cái nguyên nhân để dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta sẽ bị trầm cảm và thậm chí sẽ có nhiều mối lo đáng ngại hơn nữa. Những dòng trạng thái công kích, xúc phạm, quấy rối, kêu gọi loại bỏ, cô lập, trêu ghẹo, dùng những hình ảnh biếm họa để chỉ trích. Tất cả những hành động này đều được xem là một hình thức bắt nạt trực tuyến. Hình thức bắt nạt này đang ngày càng phổ biến và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Việc bắt nạt dù là trên thế giới ảo nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người trẻ, đặc biệt là học sinh. Học sinh càng bị bắt nạt nhiều thì càng cảm thấy căng thẳng, lo âu và thậm chí là có triệu chứng của trầm cảm. Vâng thưa quý vị, như ghi nhận vừa rồi chúng ta vừa theo dõi thì một trong những nguyên nhân khiến cho người trẻ hiện nay bị trầm cảm là do họ bị bắt nạt trên mạng xã hội. Vậy thì nếu bị bắt nạt trên mạng xã hội trong một thời gian dài mà không có hướng xử lý thì sẽ gây ra những hậu quả như thế nào? Xin phép hỏi Thạc sĩ Hải Triều ạ. Ví dụ như một người mà chúng ta sử dụng mạng xã hội, ví dụ như cá nhân của mình thôi, thì mình sẽ sử dụng mạng xã hội vào năm 2013 là khi mình đi học đại học. Vậy thì mình sử dụng mạng xã hội tới bây giờ là hơn mười mấy năm đúng không? Chính cái khoảng thời gian đó mình sẽ có những cái quá trình phát triển. Vậy thì những cái bài post đầu tiên của mình chưa đầu tư cho đến những bài post bây giờ nó sẽ được đầu tư. Thì cái phần tâm lý của những người liên tục bị công kích một khoảng thời gian dài, họ cũng sẽ mang yếu tố cực đoan. Vậy thì họ sẽ làm gì đầu tiên? Họ sẽ share trên mạng xã hội những cái cảm xúc cực đoan của họ. Ban đầu thì chúng ta sẽ được bạn bè và người thân làm gì? Đó chính là họ hỏi thăm, hỏi han và quan tâm. Tuy nhiên thì với cái việc cực đoan liên tục dài thì chúng ta sẽ bị mất bạn. Vậy thì yếu tố về mối quan hệ xã hội lại bị mất. Khi chúng ta bị mất mối quan hệ rồi thì chúng ta lại tiếp tục đăng để chúng ta tìm thấy một cái sự đồng cảm hay là một người đó đồng hành cùng với mình. Vậy thì nếu không ai tương tác với mình thì mình lại tiếp tục bị tổn thương. Chính những yếu tố tổn thương này thì mình sẽ lại có những yếu tố cực đoan để mình tấn công người khác cứ liên tục trong một khoảng thời gian dài. Nó ảnh hưởng luôn đến việc là tâm lý của mình sẽ bị bất ổn. Bên cạnh những gì mà Thạc sĩ Hải Triều vừa chia sẻ thì Giang Thái cũng thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ hiện tại họ đang rơi vào cái tình trạng là họ cô đơn, họ không có bạn. Và khi họ không biết tâm sự với ai thì họ sẽ đem mọi chuyện lên mạng xã hội để họ nói. Và giống như những gì mà Thạc sĩ vừa chia sẻ thì họ tìm sự đồng cảm từ mạng xã hội. Vậy thì liệu rằng cô đơn có phải là một trong những nguyên nhân khiến người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ dễ trầm cảm hay không ạ? Chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều liên quan về một thế giới phẳng và một cái thế giới của công nghệ số. Chúng ta cần có những sự kết nối cùng với nhau. Mà cái kết nối ở đây nó không chỉ nằm ở địa phương của bạn, trong nhà của bạn, mà chúng ta còn bước ra cả thế giới nữa. Vậy thì Internet và mạng xã hội là yếu tố nó giúp được điều đó. Vậy thì chúng ta lên mạng không phải là vì chúng ta cô đơn, mà vì cái cơn thèm khát về thông tin của chúng ta, cái cơn tìm hiểu về những cái giá trị của chúng ta, cái nâng cấp của bản thân của chúng ta nó được nhiều và nhiều nhiều. Tuy nhiên thì trong quá trình chúng ta sử dụng nó không đúng cách, hay là chúng ta tiếp nhận của nó mà chúng ta chưa qua xử lý theo cách suy nghĩ và tư duy của chúng ta, nó làm cho bản thân của mình mọi thứ nó trở nên cực đoan đi. Chứ nó không phải là khi chúng ta cô đơn chúng ta mới sử dụng mạng xã hội. Trên Facebook thì chúng ta sẽ có giới hạn là 5.000 bạn bè. Vậy thì liệu rằng là trong 5.000 bạn bè đó thì sẽ có bao nhiêu người chúng ta có thể nhắn tin và tâm sự được? Giang Thái thấy là rất là nhiều bạn trẻ họ sở hữu những cái Facebook, TikTok hàng triệu follow, hàng trăm ngàn bạn bè, nhưng mà thực sự là họ rất là cô đơn trong cuộc sống hiện tại. Và một số trường hợp khác thì Giang Thái lại thấy rằng là họ chỉ đơn giản là họ chỉ post ảnh nè, hoặc là post video để họ tìm kiếm những lượt like, lượt thích. Họ chỉ cần một cái cảm giác là họ được khen trên mạng xã hội thôi và chỉ mong muốn là họ sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực từ mạng xã hội. Vậy thì xin phép hỏi Thạc sĩ Hải Triều rằng là đối với những người trẻ thì cái cách khắc phục cái chứng trầm cảm do mạng xã hội chúng ta phải làm gì? Việc khắc phục đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải có cái thời gian biểu cụ thể trong việc sử dụng mạng xã hội. Nó giống như Hải Triều chia sẻ với tất cả quý vị khán giả là cái phản ứng đầu tiên của chúng ta khi chúng ta thức dậy buổi sáng, Triều hay là tất cả quý vị đều cầm điện thoại của mình lên. Có nhiều người thì lướt thông tin về báo chí để xem rằng là hôm nay có cái gì. Tuy nhiên thì lại có những bạn trẻ là xem cái drama tối qua
mình xem á, nó diễn tiến như thế nào. Vậy thì chúng ta cách tiếp, chúng ta tiếp nhận thôi. Nếu buổi sáng của bạn tiếp nhận những cái nguồn năng lượng tích cực là những cái thông tin, nó giống như cơn đói khát về thông tin của tất cả chúng ta cần, mà là thông tin tích cực, nó lại khác với chuyện là hôm nay tôi phải tìm những cái thông tin nó mang tính chất tiêu cực. Chính cái yếu tố tiêu cực này nó mang tính chất đả kích nhiều người, mình cảm thấy rất là hài lòng và thấy thích cái điều đó. Chính những yếu tố này thì bản thân cái cảm xúc của mình cũng bị rơi xuống. Nhưng mà cá nhân của Triều nghĩ rằng là quý vị khán giả sẽ là những người thật sự là sáng suốt nhất khi chúng ta xem một cái thông tin nào trên mạng xã hội. Chúng ta chỉ cần chuyển hóa thành hai thứ: một, đâu là thông tin chính thống được các cơ quan nhà nước đã kiểm tra và nó giúp ích cho bản thân của mình; thông tin nào là thông tin chỉ mang tính chất giải trí cho vui thôi. Vậy thì chính yếu tố giải trí cho vui đó, mình hãy xem nó một cách bình thường, chứ không phải là chúng ta bình luận hay là cực đoan với nó. Tuy nhiên thì Giang Thái phân tích cái vấn đề này kỹ một chút. Thạc sĩ Hải Triều có chia sẻ về câu chuyện là các bạn trẻ chúng ta sẽ có một cái áp lực gọi là áp lực đồng trang lứa. Chẳng hạn như Giang Thái, chẳng hạn như khi mà Giang Thái lên mạng xã hội và Giang Thái thấy được rất là nhiều bạn trẻ bằng tuổi của Giang Thái và họ quá thành công, thì bản thân Giang Thái sẽ sinh ra một cái câu chuyện là cảm thấy là tại sao mình dở quá vậy ta, tại sao mình cũng bằng cái lứa tuổi như các bạn mà tại sao mình lại không có được những cái này. Thì cảm xúc ganh tị của mình nó là được sản sinh ra, và khi mình suy nghĩ đến nó quá nhiều, mình lại có một cái cảm giác rằng là mình tự cảm thấy bản thân mình tệ hại. Và Giang Thái nghĩ rằng là đa số và thậm chí là rất nhiều bạn trẻ cũng sẽ rơi vào cái trường hợp giống như Giang. Vậy thì có phải nó xuất phát từ chính bản thân mình, hay là do tác động từ mạng xã hội, hay là do chính cái môi trường mình đang sống, nó gây ra những cái hệ quả mà mình không biết được? Khi bạn post lên và bạn bình luận hay bạn đăng trên các trang cá nhân của bạn, thì có một cái thuật ngữ trong xã hội học nó mang tên là dư luận xã hội. Chính cái dư luận xã hội này nó hùa theo bạn, cái mình sẽ có cái cảm giác đám đông, cái dần dần mình cảm thấy là ủa, hình như là mình tệ thật, nó giống như Giang chia sẻ. Và dần dần từ yếu tố này nó làm cho chúng ta mất kiểm soát. Khi có một số bạn họ nhận ra rằng là việc mà chúng ta không sử dụng mạng xã hội quá nhiều sẽ giúp chúng ta cân bằng lại được trong cuộc sống của mình hay không? Chúng ta có một cái ngày đó là cả thế giới tắt đèn để bảo vệ môi trường. Vậy thì tại sao chúng ta không dành riêng cho chính bản thân của mình một tuần 7 ngày là chúng ta có một ngày không sử dụng mạng xã hội full luôn? Nó giống như đó là một cái ngày nghỉ cho chiếc điện thoại của chúng ta, cho chính bản thân của mình nữa. Mình có thể đọc sách, nghe nhạc và đặc biệt là gắn kết với những người bạn bè của mình. Chỉ cần ok, ngày mai chủ nhật nha, bây giờ qua nhà để nấu ăn cùng với nhau, ngồi nói chuyện tám chuyện với nhau. Thì chính những cái khoảnh khắc đó nó làm cho chúng ta bước ra ngoài thế giới thật của chúng ta. Chúng ta gắn kết và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thì đây cũng là một trong những yếu tố nó giúp cho chúng ta sẽ có đầy tròn những cảm xúc. Cái nhận thức của chúng ta hay là những cái sự lựa chọn của chúng ta và giải trí nó cũng tốt hơn. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, ẩn họa trầm cảm từ mạng xã hội. Và chúng ta chỉ cần gõ cụm từ trầm cảm trên thanh công cụ tìm kiếm thôi, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều những cái hội nhóm. Nhưng mà thay vì chia sẻ và động viên nhau vượt qua trầm cảm, thì những cái hội nhóm này lại có những cái thông tin nó lại khiến cho nhiều người lại trở nên cảm thấy tự ti và tiêu cực hơn. Thì không biết là Thạc sĩ Hải Triều nghĩ sao về điều này ạ? Rõ ràng là với việc là chúng ta tạo ra những cái hội nhóm như vậy để làm gì? Để chúng ta sẽ tìm thấy những cái cá nhân, những con người có cùng tần số với mình. Tuy nhiên khi vào cùng tần số rồi, để có thể làm bạn với nhau, gắn kết với nhau nhiều hơn, thì chúng ta cần phải chia sẻ những cái vấn đề mình đang gặp. Vậy thì Triều sẽ có một cái lời khuyên dành cho tất cả mọi người khi mà tham gia những hội nhóm này. Chúng ta hãy dành 30% để chúng ta chia sẻ những cái vấn đề của chúng ta. 70% còn lại, chúng ta hãy đưa ra những giải pháp để cùng nhau thoát ra khỏi điều đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận những cái thông tin một cách tốt nhất. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thạc sĩ Hải Triều rất nhiều ạ. Vâng thưa quý vị, mạng xã hội phát triển giúp cho con người kết nối cùng nhau. Vì vậy mà người dùng cần sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, biết chọn lọc thông tin hữu ích để tiếp nhận. Không nên quá lạm dụng, nên dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ý nghĩa bên ngoài và dành thời gian cho những người thân yêu trong gia đình, kết nối với những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp chất lượng để cuộc sống thật sự có ý nghĩa, tránh được nguy cơ trầm cảm xảy ra do lạm dụng mạng xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Hải Triều đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Giang Thái. Đến đây thì thời lượng chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6:30 và phát lại lúc 16:00 trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18:00, Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.